Xin chào các anh chị. Thời gian gần đây có một số các anh chị thắc mắc hỏi Thảo về cái phương pháp Versin, là phương pháp thải độc gan bằng cà phê, vì Thảo đã từng làm qua và thấy rất là hiệu quả vào những năm về trước, và thật sự lâu lâu Thảo vẫn làm cho cơ thể của mình. Thì như Thảo như mình được biết á, có hai dạng chất độc trong cơ thể: chất độc tan trong nước và chất độc tan trong chất béo. Các chất độc này đi qua gan thì được gan làm cho phân rã ra. Ví dụ như chất độc tan trong nước thì qua gan, được gan đưa qua thận, thận chuyển ra ngoài, được đào thải ra ngoài ở dạng nước tiểu. Còn chất độc mà tan trong chất béo thì là sẽ được tan với dịch mật do gan tạo ra và lưu trữ ở túi mật trước khi xuống ruột non, xuống ruột già, rồi được đào thải ra cùng với phân. Tuy nhiên thì cái ống mật nó nhỏ có 4 mm thôi. Không có gì là ngạc nhiên khi mà chất độc trong cơ thể của chúng ta không có được đào thải ra ngoài. Đó. Vậy thì cái quá trình đào thải bằng 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 cà phê thì caffeine và nước được hấp thu vào vào gan, được hấp thu vào gan. Caffeine kích thích thành ống mật giãn nở ra, còn nước thì cung cấp chất lỏng để dễ hấp thu vào các cái thành ống mật.